Thương tâm, sản phụ bị câm điếc bẩm sinh, vừa sinh con thì nghi ung thư, đang chuyển viện thì xe cấp cứu bốc cháy dữ dội. Đáng thương có lẽ là không đủ để mô tả về hoàn cảnh của sản phụ tại Điện Biên trong sự việc xe cấp cứu cháy rụi trước cổng bệnh viện ngày hôm qua. Được biết, nạn nhân là Lò Thị Đê, 30 tuổi, bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, vừa sinh con được 20 ngày và đang trên đường chuyển viện đi Hà Nội do bị nghi ung thư tuyến giáp. Không ngờ, khi xe cấp cứu vừa chạy từ cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ra đường Hoàng Công Chất, cạnh khu vực chợ Nong Bua, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên thì bốc cháy. Được biết, xe cứu thương bị cháy là xe thuộc một đoàn từ thiện chuyên hỗ trợ miễn phí để đón bệnh nhân đi khám chữa bệnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi xe cứu thương dừng để thay bình oxy mới thì bất ngờ bình oxy phát nổ. Ngay khi xảy ra sự việc, mọi người mau chóng đưa những người trên xe ra ngoài, nhưng do ngọn lửa cháy quá mạnh và lan nhanh nên một trong số 5 người trên xe đã bị bỏng nặng. Thiều Xuân Vương, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng chức năng đã sử dụng nước làm mát, bọt hòa không khí để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã hư hỏng hoàn toàn. Bệnh nhân bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu đang được bác sĩ triển khai các biện pháp điều trị tích cực. Kết quả, sản phụ được xác định bỏng nhiệt toàn thân trên 40%. Anh Lò Văn Thắng, chồng sản phụ cùng cán bộ y tế và lái xe cứu thương bị bỏng nhẹ. Hy vọng sẽ có phép màu đến với sản phụ và gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong vòng 24 giờ.